Hello, hello, xuống đây bằng bồn nhận được nè này. Ngày nay bọn thăm bạn mà đào vật là bồ tịt lăng thế này. Vật là bồ tịt lăng nó cùng thế ăn hội sọc sạch khẹt sọc trắng này. Rồi xô tháng ngày nắng thẻ kia là tuộc xong mà chỉ đào mới nhé. Chẳng hạn bọn thăm bạn mà thu video clip thế là bày chạy mấy ra bằng bồn nhận tu sản này toàn bèo lìa này. Chẳng hạn bằng bồn nhận chú rùm nặng nè. Còn bây giờ chạy chú lại chú subscribe là bày tạ tuôn là video thamay. Mày ra bìa bọn thăm TV này. Vâng, Vũng Thơm TV xin chào tất cả các bạn. Vũng Thơm lại cập nhật tiếp tục cái ngôi chùa Pô Tị Lăng thuộc xã Thế An Hội, huyện Thị Sách, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay cũng nghe thông tin là lại chuẩn bị tiếp tục phần còn lại, cũng như chẳng hạn như lên đầu nữa cả nhà. Đó. Thì Vũng Thơm mời tất cả các bạn vào bên trong để cùng xem Vũng Thơm TV. Chẳng hạn Vũng Thơm sớm cho dòng ổn cho tu sản đạt ngọt nè đây. Rồi số phê của Lê Mông buồn nâng phải chạy cả lạc xong ở đó mới nhé. Thì cũng nghe thông tin là 4 giờ chiều nay cũng lật úp lại. Vũng Thơm cũng tranh thủ đến sớm để cập nhật cho cái nhà mình xem nhé. Hiện tại cũng nghe tiếng máy cưa nhà, chắc là để chuẩn bị rót hay là chỉnh sửa phần đầu á. Hiện tại mấy chú đang cưa làm ghế nè, cặp cưa tăng. Mong buôn bằng lá à? Mời cái nhà mình vào phía bên trong hết cả nhà. Rồi mình vào trong chuột nông ọt này là mày nó mà lợp mà lỏng ở Việt Nam này. Đó. Bóng lưỡng luôn cái nhà. Bóng lưỡng luôn cái nhà. Mà lợp quả lưu nói đó. Bóng lưỡng luôn cái nhà. Mà lợp nè. Quá bóng luôn cái nhà. Nhìn như kiến như thế này, mỗi đứa chụp chọc nữa nè. Bóng lưỡng luôn. Đây là chiếc ghe duy nhất đại diện cho Viện Ghi Sách để tham gia giải đấu mở rộng lần thứ 6 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đây cả nhà. Hiện tại cái nhà mình nhìn thấy đây, rất là bóng lưỡng luôn ha. Đây là thợ đóng sơn sơ cả nhà, sơn sơ đóng cho sơ cho chùa Pô Tị Lăng đây nha. Bóng lưỡng luôn cả nhà. Họ lợp nhanh lại. Này cũng có xài bọt két nữa đó cả nhà. Bóng lưỡng luôn đó. Nên phở hình sau á. Phở hình sau cắt cái lửa. Giờ này cũng chưa tới giờ thì cũng Thơm cập nhật trước cả nhà. Còn nó mong á. Bọn Thơm đang quẩy minh chú đồng bộ nâng tu sân án á. Họ lợp nhanh lên rồi. Rất là đẹp cả nhà. Đây là thợ đóng cho chùa Pô Tị Lăng đó là sơn sơ cái nhà thì cũng hay cập nhật trên bằng hình nhỏ đó, đó nhà mình. Phần trong thì chưa có cắt cái nhà, nó còn nông toàn cắt đây thôi, mình lạc là còn cắt khi nào trở lại vị trí cũ thì mới bắt đầu cắt mấy con lon này bỏ nữa nha. Quá đẹp nha. Năm nay thì cũng là năm giải mở rộng của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đăng cai lần thứ 6. Thì chiếc ghe nào thì cũng tranh thủ sớm ở nhà. Không dắt này. Mười chén á, lợp nhau là bông lưỡng luôn đó nha. Bông lưỡng luôn đó nha, phần trên này nè. Lợp bự lên đó. Rất là đều nha, đây là phần đầu nha. Thì nó có 3 lần 1 là lợp vỡ lớn đó. Lợp nhanh lại nó. Quá bóng quá nha. Quá đẹp luôn nha. Thì đang thợ đang cưa đập đang gọt đầu chuẩn bị làm đầu. Nó vô liền liền nói sao? Phần lái phần đầu rất là đẹp nha. Ghế chổi ghế ngô nha. Ghế bờ ở phần dưới. Tăng câu tục ngô. Bao gót đầu đó nha, chết cái bao.
sửa phần đầu cái này, sửa nó phần có ba luôn, mình xây. Ước quá nó không ra luôn cái nhà, nó không ra cái bả phun còn cái chặt chỉ cầm tích nó phải chọt mà. Gạch chia cái đầu ra nha, chia cho nó đẹp. Bột chạy cái nhồi xem ơi. Bây giờ chú lộng á, lộng cái đường lương á, ở điểm giữa á nha. Chắc vô là không có lo. Thôi nó nọc. Cọp, cút. Ghế cái nhà không? Phải nghe tao coi cút, xăng coi cút, ghế mở ghế. Đây, lấy mặt bằng cái nhà, đi vô một nọ tận. Đâu lọt lấy góc cái nhà, lấy cái góc bò cho nó đẹp. Còn chặt vô lại nghe chụng người ta đó, chụng ba căn cổng. Thêm bên nữa, thêm một hang tiếp. Giống rồi ha, muốn giống đầu rồi đó, giống đầu muốn giống lái rồi đó nha. Giờ lấy gốc lại cho đều hết nha. Anh ấy sửa với rồi chập xuống hút nó không ổn. Cái này là mình lao lại cho nó mau khô nha. Vuốt lại cho nó mau khô vậy, nó còn tây, còn tư. Và mà nó sọt tới cái. Nó thừa bị thập xuống hút.
đầu mong chích buôn đấy bằng bốn là bán mò rời rơi á. Hiện tại anh em cũng đến từ từ rồi này, cũng gần 4 giờ rồi, chỉnh sửa lại nó cho nó đều nhá. Lập một thu hồi summer hay mình tục hồi support thế kia nó mồm đặt ban nó mình đặt là sao mà nó sọt với cái nó còn quá tươi luôn nha, nó còn quá rất là tươi á. Gọt cho nó xong rồi phơi. Này là phần lái nha, khi kia là phần đầu. Anh đi anh xảy ra sao à? Này là lái rồi nha. Nói những thơ những hơi tôi support xong là đắt à, không phải là đắt nổi. Đắt nổi à. Tới giờ nhà cũng gần 4 giờ thì bắt đầu chuẩn bị lật ghe, thì cũng thơm cũng muốn tất cả các bạn mình theo dõi tiếp tục á. Hiện tại thì làm vuốt nhẹ cho nó xong rồi mới bắt đầu gáp các nhà, lậu vào thăm chất hơi sinh ai lại mua nó mình chập ở đâu mà mình còn mà giá đắt các bạn chui hay mình xay bây giờ lậu nó chua sọp thế này mình mong muốn mình chập ở đâu cái lạc thu cũng nha. Mình mong thông một thời video clip tiếp trên bài check để ra vòng quanh giờ tôi sẽ nai vòng quanh chậm một thêm này nấu lửa chia sẻ đam mê hay là kênh này cũng thông tin quý này qua tập phố từ Thăng bào theo cái mực á ha, vô là tan mà ta thôi nè. Sửa lại nhà, sửa lại sơ cái này nó bảo không được á. Cái này nghe về khuôn bản á, nó phải là may tô và ban ngôi chợ này nè. Hiện tại xe cũng đến cũng gần đông đủ rồi nha ha. Đó. Nên chứ em bọn thông mập ác video tổng đồng sinh này bằng buồn như chăm tu sana thêm tiếp nào video lại là tu hoặc tôi cõi nó chập đâu mà là buồn nha. Hiện
Vậy thôi, Buôn Thơm cũng xin tạm dừng, cái nhà mình nhớ theo dõi tiếp tục trên kênh của Buôn Thơm TV phần 2 tiếp tục á. Cái nhà mình nhớ theo dõi tiếp tục trên kênh phần 2 ha, để trực tiếp cái nhà mình xem phần lật úp lại chuẩn bị lên đầu á. Chào cả nhà mình, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Họ quân mong ổn dân ở khán giả đại tu sanh là kênh Buôn Thơm TV này.